bệnh làm cho nền kinh tế gặp những khó khăn, và với những khó khăn như vậy thì sẽ làm gia tăng nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu của nền kinh tế. Và việc này phản ánh qua hoạt động qua các tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng. Thì như tôi đã nêu, thì với những biện pháp đồng bộ và quyết liệt của chính phủ cùng với những sự chủ động và cũng như là xây dựng và triển khai những giải pháp rất đồng bộ của Việt Tin Banh và các ngân hàng thương mại khác nữa, thì chúng ta hy vọng và tin tưởng là chúng ta sẽ sớm để vượt qua khó khăn này. Thế và nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu có thể gia tăng lên, nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu của nền kinh tế là sẽ tăng lên, dự báo là sẽ tăng lên. Tuy nhiên là chúng ta sẽ thực hiện các đồng bộ các biện pháp đó hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân để thực hiện các cái biện pháp để mà cơ cấu lại tài chính đó đối với những trường hợp khách hàng bị tác động bởi dịch bệnh COVID-19 và những biện pháp khác thì chúng ta hy vọng là sẽ và tin tưởng sẽ sớm để kiểm soát tốt được cái tình trạng về nợ xấu để tiếp tục phát triển bền vững.